Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một dự án căn nhà rất là đẹp, với căn nhà lô góc hai mặt thoáng, diện tích 40m², hướng nhà là hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Bởi vì căn nhà này lô góc cho nên có thể lấy hai hướng mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì ô tô có thể vào nhà, diện tích 40m² rất là rộng, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Đã hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay ngõ thông tứ vía, căn nhà này có thể kinh doanh. Và giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là 3.800.000.000 đồng. Vị trí là thuộc xóm Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hoài Đức thì hiện tại cũng là một trong những huyện mà rất là phát triển, chuẩn bị lên tới quận mọi người ạ. Và mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể tầng 1 của ngôi nhà, với cái căn nhà vô cùng thoáng, diện tích rộng hai mặt. Hôm nay rất là nắng mọi người ạ, nhưng mà vào cái căn nhà này nó có hai hướng, hai cửa mở ra rất là hút gió. Với cái hai cửa này thì đều thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa quấn và bên trong là lớp cửa kính. Đây, đây là hướng Đông Nam và đây là hướng Tây Nam mọi người nha. Rất là mát luôn ạ. Diện tích 40m² cũng rất là rộng, ô tô vào nhà tầng 1. Thiết kế ở đây mọi người có thể để ô tô hoặc có thể để bên cạnh nhà cũng được. Tầng 1 thì thiết kế phần phòng khách. Đây, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt và hoàn thiện đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước. Từ vị trí căn nhà này thì nó rất là gần với bến xe Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, gần với lại cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Và đặc biệt nó rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Căn nhà này cũng là một trong những căn nhà mà ô tô vào được nhà. Hiện tại là cũng chỉ ở trên kênh của anh chỉ có mấy căn mà ô tô có thể vào được nhà thôi mọi người ạ. Phần hoàn thiện gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá granite màu trắng. Cái màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu vàng nhạt. Hiện tại Ngọc Ánh đây đang đứng là cái phần khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì cũng được hoàn thiện chỉnh chu, đầy đủ tủ bếp này, vòi chậu, vòi rửa. Và cái tủ bếp này thì thiết kế là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt. Cái độ bền của cái tủ gỗ này nó cũng tổng tầm được 8 đến 10 năm. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, và mặt bếp thì là ốp đá granite màu trắng mọi người nha. Đấy, cái không gian bếp rất là rộng, điện nước được lắp đặt đầy đủ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay. Phía tầng 1 của căn nhà này thì còn có một phòng vệ sinh đầy đủ với cái bồn cầu, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Vị trí đi lại, ngõ thông, đường thoáng, có thể ở đây mọi người có thể kinh doanh online hoặc mọi người có thể kinh doanh nhỏ tại nhà với cái căn nhà này thì rất là hợp lý, bởi vì nó là ngõ thông tứ phía mọi người nha. Hệ thống cổ trụ tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên tới tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Vách lam ở đây, vách lam gỗ để ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang, cũng như là để một cái kệ trang trí. Với cái phần cầu thang đi lên thì toàn bộ cái mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá đen cổ trắng như vậy. Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết đường hướng, giá, vị trí căn nhà này, diện tích ở và tầng 1 review rất là cụ thể cho mọi người rồi. Ngọc Ánh xin mọi người theo em lên trên phía các tầng trên của ngôi nhà khám phá xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Khi Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 2 thì ở cái tầng 2 này thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào cái phía phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài rất là rộng. Đây, vì nó là lô góc hai mặt thoáng cho nên cửa sổ đây mọi người có thể nhìn thực tế, cửa sổ mở đằng trước và cửa sổ mở phía bên cạnh. Ống chờ, dây chờ, át chờ đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái phần thiết kế ở phía dưới chân Ngọc Ánh ở đây, nó là gạch lát nền mọi người ạ. Gạch lát nền giả gỗ, nhìn nó rất là giống với lại cái sàn gỗ. Cửa đây, cửa thông phòng thiết kế ở đây, nó là cửa nhựa mọi người ạ. Cửa nhựa giả gỗ, nhìn rất là đẹp. Và tiếp theo, căn phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, cũng có đầy đủ cửa sổ, ống chờ, dây chờ, át chờ, điều hòa. Với cái căn nhà này thì tầng 2 và tầng 3 thiết kế giống nhau. Hai phòng ngủ mỗi một tầng, một phòng vệ sinh ở giữa. Hành lang đi vào giữa các phòng cũng như là giữa phòng vệ sinh rất là rộng luôn mọi người này. Đây, riêng cái quãng hành lang đi vào thôi, mọi người có thể nhìn thấy này, nó khoảng tầm hơn 2m. Và đây là cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Thì ở đây chủ nhà cũng có thiết kế cho mình một cái ô cửa này, bình nóng lạnh này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối và lavabo bàn đá. Đó, hoàn thiện xong hết rồi.
Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hẹ mọi người nha. Mọi người theo em lên trên cái tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt như tầng 2. Như vậy căn nhà này là có 4 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Mỗi một tầng một phòng vệ sinh. Căn nhà này với cái diện tích ở trên sổ đỏ là 40m, ô tô có thể vào nhà, lô góc hai mặt thoáng, có thể kinh doanh nhỏ thì với cái phân khúc đấy và cái tầm giá thì nó cũng phù hợp. Với lại một căn nhà có thể đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị như vậy. Với cái căn nhà này thì ô tô 7 chỗ có thể vào nhà thoải mái nha. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đáp ứng cho mọi người sử dụng theo từng tầng đầy đủ hết về cái thiết bị vệ sinh, nội thất sử dụng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện ở các phòng ngủ. Với cái không gian phòng ngủ ở phía bên trong này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ bên ngoài. Tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu mọi người ạ. Bởi vì bây giờ ấy, có một đội ngũ thiết kế nội thất nó phù hợp với cái diện tích của từng phòng. Cho nên nó cũng rất là hài hòa nếu như sau này quý vị có mời thiết kế riêng. Và mời mọi người theo em đến tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nha. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía cầu thang, ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang giữa các tầng. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng thờ và một khu vực sân phơi. Đây là không gian một cái căn phòng riêng tầng 4 để làm phòng thờ, đều có cửa đầy đủ, cửa sổ thoáng trước sau. Đó, phần còn lại thì đây là phần sân phơi siêu siêu rộng mọi người ạ. Đây, để cho mọi người chiêm ngưỡng cái phòng sân phơi của cái nhà này. Rất rất là thoáng. Vị trí của cái căn nhà này nó gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa, nó gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Quý vị nào mà có đi làm ở cái khu vực Hà Đông hoặc quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hoài Đức thì căn nhà này cũng thiết kế vô cùng hợp lý nha. Đó, tất cả ở phía trên tầng 4 này thì được lợp mái cái chống nóng rồi mọi người ạ. Đó. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.